mến chào tất cả các bạn luôn nha. Rồi hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn về mảnh thực của Vũng Tàu về cuối bản nha các bạn. Rồi lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho đại gia đình thật nhiều sức khỏe luôn. Năm 2020 là năm phát tài phát đạt luôn nha. Rồi mình cũng chúc cho anh em trên nha thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt đủ ghê đi chiến nào thắng lợi chiến đó luôn nha. Mặc cho xăng dầu vẫn đang tăng giá nhưng mà anh em vẫn quyết tâm ra khơi bám biển nha. Thì mình cũng chúc cho chủ ghe đi chuyến nào là trúng đậm chuyến đó luôn nha. Chiếc ghe mạnh của Vũng Tàu rất là khủng và đẹp luôn các bạn. Ghe mở rất là đẹp các bạn nha, dài như con lươn bụng sơn màu đỏ với màu vàng rất đẹp các bạn. Số hiệu là BV95560TS các bạn. Ghe này cũng tầm từ 26-27m các bạn, phía trên các bạn ơi. Quá dễ sợ rồi, lớn dễ sợ mà đang thẩm tải về cửa cảng đó các bạn. Thấy không? Hôm bữa là ghe ra là nhà phiêu thì về thấy các bạn thấy quằn người, chạy quằn người các bạn thấy không? Khẩm luôn các bạn thấy không? Ớn ăn không? Khủng khiếp luôn các bạn. Trúng đậm các bạn ơi. Ôi ghe mạnh là gì vô chứ ngay là chúng các bạn ơi. Hôm nay là thời tiết nó cũng không có được tốt các bạn, mưa lấp tóc xuống các bạn. Mình cũng cố gắng quay cho anh em xem nha. Chiếc mạnh chụp của Vũng Tàu khủng các bạn, không khủng của Vũng Tàu các bạn, còn khơi khủng hơn nữa các bạn. Cái này là ghe mạnh gỗ các bạn ơi, đóng gỗ mà không phải ghe kép như là những vùng miền khác các bạn. Nó đang lần lượt tiến về cửa cảng các bạn ơi. Dáng ghe vô rất chuẩn đẹp các bạn, nhiều lúc mình quay nó hơi lắc nghiêng qua nghiêng lại thì các bạn cũng thông cảm cho mình luôn. Nhiều lúc đứng ngoài này gió lớn các bạn, mình cũng không có chuẩn cầm để quay các bạn, nhiều lúc nó lắc qua lắc lại thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Có các bạn theo cái khủng thực tượng hồi đó mình sẽ chia sẻ gần xíu, mình sẽ chia sẻ với anh em từ công đoạn nha. Đó, bạn thấy không? Như là một dàn khủng long như vậy, bộ xương khủng long các bạn thôi, khủng khiếp không? Các bạn thấy dòng bóng đèn cao áp rất là khủng các bạn. Đó, bóng đèn cao áp rất là tốn dầu luôn mọi người, khi mà phát chạy máy phát điện rất là tốn dầu. Thấy bóng đèn cao áp hai dãy khủng và quá khủng các bạn ơi. Để cũng có trang bị cho mình mấy bóng đèn led các bạn. Đó, cabin màu xám mà thiết kế kiểu cabin như là chiếc ghe của dùng Bình Định luôn các bạn. Thiết kế cabin các bạn thấy không, cabin rộng chà bá các bạn thấy không, cũng chạy rồi không, quá đẹp mà dáng ghe vậy quá tuyệt vời luôn các bạn. Chiếc ghe mạnh của Vũng Tàu khủng rồi ha, quá khủng mà, thì mình nói là 27-28m còn có hơn đó các bạn. Khủng khiếp không, quá dễ sợ luôn, đẹp dễ sợ luôn các bạn. Các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá đã rồi, quá đẹp mà ơi, quá trên cả tuyệt vời luôn. Nó vô tới cửa cảng các bạn. Sau những giờ đánh bắt ngoài khơi anh cũng đã về tới cửa cảng rồi. Các bạn thấy không, sao lái đó. Nó thiết kế kiểu nơi ná như kiểu ghe của Bình Định các bạn. Như cái mẫu ghe của Bình Định. Ôi, hiện đang vô sâu cửa cảng các bạn ơi. Các bạn nhìn phía sau tới cũng quá tuyệt vời. Bạn dáng ghe chuẩn chạy chuẩn đẹp luôn các bạn thấy không. Thêm vài bóng đèn hai dây trên nó quá khủng các bạn ơi. Đại ca leo làm gì vậy không biết à. Cái ông bồ khủng luôn. Ông đang tăng tốc đó các bạn. Tăng tốc mà không có tốc độ các bạn. Quá khủng khiếp, quá đẹp các bạn ơi. Nghĩa mình chụp của
Vũng Tàu đã chọn điểm đến là cửa cảng La Ghi nha các bạn. Thì cửa cảng này hôm nay nước lớn các bạn, thì ghe vô rất là ok luôn bạn. Khi mà lúc này cũng có mấy chiếc xà lan nạo nạo vét cửa cảng nên ghe vô rất là êm luôn các bạn. Mình ghe mạnh thì vô là ok luôn. Nhiều lúc là ghe vô phải cần ghe lớn lớn các bạn, xuồng dắt cho nó an toàn. Thì nước lớn thì chạy vô ok đó, nhưng mà còn nước rong là phải cần xuồng dắt hơn các bạn ơi. Mình cũng chia sẻ với các bạn là những khung cảnh ghe vào cửa cảng lưu giữ làm kỷ niệm luôn, thì những lúc anh em nhàn rỗi xem được clip mình vô ủng hộ cho mình luôn. Và những gì mình còn thiếu sót thì anh em cứ bình luận phía dưới video để cho mình khắc phục và chữa chữa luôn nha. Và để đóng góp cho mình ý kiến để cho kênh mình một ngày một phát triển hoàn thiện hơn luôn các bạn. Bạn thấy dáng ghe chạy gì rất là chuẩn luôn, bạn thấy không? Quá chuẩn luôn, vô sâu trong cửa cảng bạn ơi. Nhìn cái dàn đèn đèn cao áp bạn thấy không? Đẹp. Nhưng mà con cá chạy rất là tốn dầu các bạn. Máy phát điện rất tốn dầu, chi phí rất cao. Tiếp tục chiếc ghe của Bình Định luôn bạn. Này cũng là ghe mạnh của Bình Định luôn bạn ơi. Nó cũng khẩm tải bạn ha. Rung em thông cảm, quá tài khẩm tải bạn ha. Chạy ghe mạnh kiểu khẩm tải mà quá khẩm các bạn ơi, chạy kìa khủng khiếp đó, đúng khủng luôn á, khủng khiếp. Ăn tăng tốc về tôi cảm dễ sợ luôn mà, quá vậy. Chưa lên bệnh chính 3034 TS bạn ơi. Thấy không, sơn cái kiểu như là cái ghe Vũng Tàu các bạn. Bao nhiêu ghe Vũng Tàu đấy, cái mẫu ghe Bình Định. Mặt ghe mở như nhau mà mở rất là lớn các bạn ơi. Dài với nguyên bụng đều là sơn hồng bao giống nhau mà, màu đỏ với màu vàng. Cái chiếc ghe mạnh của Bình Định cũng khẩm tải các bạn thấy không. Nó chạy tốc độ rất là ấn ăn về cơ cả các bạn. Tốc độ mà bạn nghe mình mà chạy vậy là tốc độ nó mà quá dữ luôn các bạn ơi, chạy tốc độ rất là khủng luôn. Tăng tốc ghê quá, quá dữ, chạy lắc lư qua lắc lại luôn mà thấy khủng khiếp, xé nước ghê các bạn. Ghe này cũng tầm 25 mét đó bạn, 24-25 mét đó bạn. Ghe này lớn quá, ghe mạnh mà. Nó quá tốc độ bạn ơi, ghê gớm không? Ghe này cũng là 16 lên rồi, 16 lên 7. Cũng đang sẵn tiến về cơ cản các bạn thôi. Ghe mạnh này ít bóng đèn quá bạn, có khúc các bạn. Không có thiết kế như là chiếc ghe mành Bình Định là ngay có Vũng Tàu đấy các bạn. Ghe mành của Vũng Tàu là thiết kế là bóng đèn này giáp ghe luôn bạn, xung quanh luôn, nói chung là xung quanh ghe luôn. Bóng ghe Bình Định về đây cũng khá là đông các bạn hôm nay bạn. Quá đẹp quá, mặt ghe về các bạn thấy mưa lắc rắc lắc rắc các bạn. Mình cũng cố gắng quay những clip để cho anh em mình xem luôn nha, anh em mình ủng hộ mình, mặc cho dù trời mưa thì mình cũng gắng cố gắng quay những mẫu ghe đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm cho anh em mình xem luôn. Những lúc anh em ghe về nhàn rỗi xem được clip thì mình còn nói gì sơ suất thì anh em cứ bình luận phía dưới clip để cho mình khắc phục và chữa chữa luôn nha. Bạn nào mà thiết kế thì mấy bốn gần đồng nhất các bạn ha, cái trời trang ngày mình là thiết kế bóng đèn cho dùng cabin thôi các bạn, không có chậm tới cái mũi ghe đâu các bạn, như cái ghe hồi Vũng Tàu đó các bạn. Đó, giờ cũng vô cơ cản các bạn xem, ở phía bên kia là cái xà lan đang hút cát các bạn, đang nạo vét nó bốn luồng vét các bạn xem. Nghe mình định vô tới cơ cảng nữa các bạn.
quá tuyệt quá đúng rồi. Ghe này chắc mình bình định quá không? Ok, cái lái ghe như thiết kế của chúng tàu nó hơi mô hơn chứ còn cái ghe của Bình Định nó hơi thả xuống chút rồi. Và chiếc ghe đánh lưới cũng ghê khơi các bạn ơi. Số hiệu Bình Định 84799 trở các bạn. Ồ, ghe cũng đang xung phong cho những chuyến biển mới các bạn. Tốc độ nó mà không giỡn đâu, nhỏ nhỏ một cái vỏ nữa mà ăn giỡn đâu. Những ghe đa số đánh bắt trong ngày vậy các bạn, sáng đi chiều về, chiều đi sáng về như các bạn, chứ không có đánh bắt xa bờ đâu. Có chiếc ghe mình cũng định định cũng vô sâu trong cửa cảng rồi các, hai cặp ghe mình bên này là đều về cửa cảng trúng đậm luôn các bạn ơi. Thì dù cho xăng dầu lên giá thì anh em cũng vẫn tiếp tục tắm biển để cho con em cuộc sống tốt hơn. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh mình trong suốt thời gian qua luôn nha. Rồi video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mình mến chào các bạn thân yêu của mình rất nhiều luôn, ủng hộ mình luôn nha.